Các bạn thân mến, chúng ta đang vừa đến với những thủ tục của lễ khai mạc trận đấu giữa Phố Hiến và Sông Lam Nghệ An. Và vừa rồi thì trên khán đài chúng ta cũng đã nhìn thấy được một gương mặt hết sức quen thuộc. Huấn luyện viên Park Hang-seo ngày hôm nay cũng đã có mặt tại sân vận động của Trung tâm Đào tạo trẻ PVF để dự khán trận đấu giữa Phố Hiến và Sông Lam Nghệ An. Lâm Thuận là cầu thủ quê ở Bình Phước. Là rất khó chịu, không được. Đó là một quả đá phạt bật đất rất khó chịu. Vẫn còn, vẫn là Đức Lợi. Lâm Thuận, không được. Chẳng đầu dễ hiểu khi mà họ đang có quá nhiều những cầu thủ dự bị xuất hiện trong đội hình. Chúng ta cùng xem lại cú đá của Lâm Thuận. Một tình huống xử lý của trẻ được đánh trước vô địch với U15. Như thuật đã được vô lên làm xử lý. Nguy hiểm, Vũ Tiến đối mặt. Không được. Vũ Tín đã có đâm một đội ba. Chúng ta cùng xem lại cơ hội này của Vũ Tín. Vũ Tín có tận 3 nhịp để dẫn bóng ngắm nghía. Rồi, không việt vị. Lâm Thuận. Lâm Thuận và bóng vào đất. Để vào trong, cố xa. Không vào. Lần này thì Trần Văn Tiến đã xuất sắc. Nhưng cũng phải nói thêm rằng cú đá cuối cùng của Lâm Thuận cũng chưa thực sự là hiểm hóc. Tình huống tấn công này của Phú Yến rất hay, đường truyền của Vũ Tín, và Lâm Thuận đã thực hiện một series những động tác kỹ thuật một cách rất mềm mại và tinh tế, tốc độ dũng mãnh, những động tác giả một cách hợp lý cũng ngoặt bóng. Nhưng tình huống cưa bóng thì vẫn hơi gần so với vị trí của Trần Văn Tiến. Đáng nhẽ Lâm Thuận nguy hiểm, không vào. Lần này thì may mắn đã không thuộc về Mạc Đức Việt Anh. Nguy hiểm, vẫn không vào. Phố Hiến đã có ít nhất là 4 cơ hội rõ rệt để có thể mở tỷ số cho trận đấu ngày hôm nay, nhưng họ vẫn chưa thể thành công. Càng bật cao và đánh đầu rất kỹ thuật của Mạc Đức Việt Anh, nhưng lại đưa bóng đi trúng xà ngang. Tình huống dứt điểm sau đó của một người đồng đội thì lại bị trượt trụ và đi không chính xác. Người đã thực hiện cú đá bồi là Đức Lợi. Đức Lợi đã bị trượt trụ và khiến cho hướng đi của trái bóng và châu Á. Hồi đó thì Khắc Khiêm cùng với nguy hiểm, không vào. Đây mới là cơ hội đầu tiên của Sông Lam ở trận đấu này. Tình huống dứt điểm không thành công của Văn Việt vô tình lại là đường truyền thuận lợi để Trần Mạnh Quỳnh băng vào dứt điểm. Cú sửa lòng kỹ thuật của Mạnh Quỳnh rất tiếc là đã đi hơi cao so với khung thành của Thái Hiếu. Đó cũng là một cơ hội rất đáng tiếc của U23 châu Á ở Thường Châu. Ngày hôm nay thì Phan Đức vẫn đang có mặt trên bàn ghế dự bị. Khắc Khiêm, không được. Pha xử lý rất tệ của các tiền đạo bên phía Phố Hiến. Có vẻ như họ đang gặp một vấn đề gì về mặt tâm lý và không thể biết cách làm sao để có thể ghi bàn vào lưới đối phương. Và huấn luyện viên của họ là ông Hứa Hiển Vinh, cũng đã từng là một trung phong lẫy lừng của bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Hứa Hiển Vinh ở thời kỳ phong độ đỉnh cao đã từng là người đã lúng túng xử lý chậm rồi bỏ lỡ cơ hội. Vừa rồi thì Khắc Khiêm không việt vị, không việt vị. Lâm Thuận có bàn thắng không? Lần này thì Lâm Thuận đã thành công ở một tư thế mà không thể đá ra ngoài được, thì cuối cùng Lâm Thuận cũng đã ghi bàn. Cầu thủ số 7 Lâm Thuận ghi bàn thắng mở tỷ số cho bàn thắng đá thứ hai của Phố Hiến ở mùa giải này. Tỷ số này là Phố Hiến 1 Sông Lam 4 trận đấu ở giải nhất thì Phố Hiến mới có được một bàn thắng. Và ngày hôm nay họ đã có được bàn thắng thứ hai, và đây là những niềm vui của các cổ động viên của đội bóng của tỉnh Hưng Yên. Đây là một pha xử lý tốt của Văn Thuận. Văn Thuận đã sử dụng tốc độ và sức mạnh của mình để phá bẫy việt vị. Bên phía Sông Lam Nghệ An lướt xuống vượt qua thủ thành Trần Văn Tiến và bình tĩnh. Đúng là không việt vị trong pha bóng này. Võ Ngọc Đức đã lên quá chậm, tốc độ sức mạnh của Lâm Thuận
đã được phát huy một cách tốt nhất ở thời điểm này. Đường chuyền của Duy Lam cũng là rất kinh nghiệm và chính xác. Duy Lam vẫn cho thấy được kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng cống hiến rất tốt cho Phố Hiến cho dù năm nay anh. Bất cứ tuyến trẻ nào cũng như là những đội bóng tham gia giải hạng nhì, hạng ba. Nguy hiểm, không được. Tình huống dứt điểm của Trần Mạnh Quỳnh và chúng ta cùng xem lại tình huống phối hợp rất ăn ý của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Một pha lên bóng nhịp nhàng, nỗ lực đột phá cá nhân của Phan Đình Thắng, pha trả ra rất vừa tầm của Văn Việt và tình huống băng lên dứt điểm của Phan Mạnh Quỳnh. Có vẻ như bóng đã chạm tay Văn Hoàng. Phan Bá Hoàng, Lâm Thuận, Xuân Dương. Đối mặt, không được. Lần này thì Lâm Thuận lại không thể ngắm nghía rất kỹ. Lỗi thuộc về Thế Nhật. Lâm Thuận đã thoát đi khá hay bằng động tác giả và xoay người rất nhanh để loại được Thế Nhật. Nhưng cú nghiêng người cứa lòng sau đó của Lâm Thuận. Cao Xuân Thắng, Thái Bá Sang. Đã có lỗi của các tiền đạo áo vàng. Chắc chắn là như vậy, cho dù bóng đã được đưa vào lưới của Phố Hiến. Nhưng đó là một pha phạm lỗi, bởi vì có hai cầu thủ áo vàng đã lao vào người của Trương Thái Hiếu trong pha bóng mà Thái Hiếu đã bắt được trái bóng một cách chính xác trong khu vực 5m50. Người đã trực tiếp phạm lỗi với Thái Hiếu là Khiêm. Họ đang có lợi thế dẫn bàn. Trọng Hóa rất hay. Khắc Khiêm. Mọi thứ đều hoàn hảo trừ tình huống dứt điểm cuối cùng. Việc chấn thương và ít được thi đấu khiến cho Khắc Khiêm gần như là mất hết cảm giác cầu môn cũng như là khả năng. Nhưng khi vừa qua thì Phan Đình Thắng đã chuyển sang hành lang bên phía cánh phải. Nguy hiểm. Đó là nỗ lực đánh đầu của Cao Xuân Thắng. Trong quãng thời gian thi đấu của hiệp 2 thì Cao Xuân Thắng đang là cầu thủ thi đấu tích cực và tung ra nhiều pha dứt điểm nhất của Sông Lam Nghệ An. 4 lần anh đã thực hiện những tình huống dứt điểm về phía khung thành của Thái Hiếu.